Thưa quý vị, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho biết là sẽ viết đơn gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang để khiếu kiện về những hành xử khắc nghiệt mà ông đang phải chịu đựng ở trại giam số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trả lời Đài Á Châu Tự Do vào buổi chiều ngày 7 tháng 4, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Thức cho biết. Chắc chắn là gia đình sẽ làm cái đơn đó gửi cho trại giam và cho gửi cho Chủ tịch nước, yêu cầu họ thực hiện đúng cái luật, yêu cầu họ thực hiện đúng luật và cái gì phải tôn trọng, còn tôn pháp luật. Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông đã phát biểu vào ngày 17 tháng 2, ông nói rất là nhiều về cái vấn đề thi hành án. Ông nói là phải thượng tôn pháp luật và tôn trọng cái quyền con người. Ở đây thì họ làm ngược lại hết. Theo lời ông Tân kể lại, ngày 1 tháng 4 vừa qua, ông cùng với 5 thành viên khác trong gia đình đi thăm Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam số 6, Nghệ An và thực tế chứng kiến như sau. Mắt ảnh thăm quần lắm, mà ảnh nói là cái mắt ảnh lúc này giống như là có ruồi nó bu vậy đó. Thì gia đình cũng rất là lo về cái vấn đề thiếu sáng này, mà không phải là lần đầu đâu, từ rất là lâu rồi. Và ảnh cũng yêu cầu nhà gửi lên cho ảnh mấy cái đèn pin. Ảnh ít khi nào mà ảnh than phiền về cái điều kiện đó, trong đó họ đối xử như thế nào lắm. Khi gọi điện thoại về hay là viết thư về, ảnh nói là gửi cho ảnh mấy cái đèn mà có thể ảnh đọc sách được trong cái điều kiện đó. Ông Tân cho biết, rất nhiều những vật dụng gia đình gửi vào cho ông Thức như sách, tài liệu in từ cổng thông tin của chính phủ, đèn LED có vỏ bằng nhựa. Vì quy định của trại giam nghiêm cấm các vật dụng kim loại, đều bị trả về. Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và bị đưa ra tòa cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê Thăng Long vào năm 2009. Ông là người bị kết án nặng nhất, 16 năm tù giam với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam trong phiên tòa diễn ra năm 2010.